Trong các ngày từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để công tác khám tuyển diễn ra thuận lợi, đủ chỉ tiêu và đạt kết quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cử cán bộ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các phường xã và công an các địa phương nắm chắc nguồn, lập danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, chủ động tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền các phường xã trên địa bàn thành phố luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng. Tại buổi khám tuyển, các nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi đã được đội ngũ y bác sĩ đến từ Trung tâm Y tế thành phố khám sức khỏe tổng quát theo quy định như khám tai, mũi họng, mắt, tim mạch, các bệnh về da, đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, huyết áp, thần kinh. Đây là cơ sở để Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố lựa chọn những thanh niên ưu tú, đúng độ tuổi, có đủ sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024, đảm bảo đạt chỉ tiêu cấp trên giao.